Dạ vâng, em xin tiếp tục trở lại với video tiếp theo bên em nhé. Đấy, thì với các anh chắc em chỉ suốt ngày loa rồi dàn rồi lại âm ly đúng không? Anh đi quanh lại chỉ phục vụ các anh nhiệt tình hết mức có thể thôi. Đấy, cứ bóc được sản phẩm gì mới ra là bắt đầu em phải quay ngay cho mọi người cho nóng. Đấy, ở trước mặt mọi người là hai đôi loa phải nói là mini. Đây em xin nhắc lại loa mini nhé, bởi vì khi em quay lên như này thì với các anh hay xem qua màn hình vi tính này hay các bác ở nhà hay xem qua tivi ạ, nó rất là to đúng không ạ? Vâng, thì nó sẽ rất là to ấy. Đấy, thế đây là mọi người chú ý giúp em nhé. Ở đây là loa mini thôi. Đấy, em xin nhắc lại, cứ phải nhắc đi nhắc lại mọi người loa mini. Đấy, thì lát nữa em sẽ đo kích thước cụ thể của hai đôi loa này để mọi người có thể thấy nhá. Đấy, đầu tiên thì em sẽ đi cho mọi người đôi loa của Victor đi. Này, ở đây thì nói đôi loa này thật sự rất là hiếm luôn mọi người ạ. Đây, loa mini nhưng mà có tận 3 đường tiếng luôn nhá. Căng của loa này. Đấy, còn rất là đầy đủ luôn. Đấy, ở đây loa 3 đường tiếng. Mọi biết rồi đấy, những cái loa mini mà. Loa chung thì em không nói rồi, loa chung thì cái diện tích của nó rất là to đúng không ạ? Và hơn nữa thì cái tức là cái độ nói sao nhỉ? Tức là cái phần sản xuất của nó sẽ dễ hơn cho việc làm loa 3 đường tiếng đúng không? Còn loa mini 3 đường tiếng rất là ít, các anh rất nhiều các anh rất hỏi qua bên em rồi. Là em ơi còn loa này 3 đường tiếng, loa kia 3 đường tiếng hay không, nhưng mà thật sự rất là ít luôn. Nhà em về những cái đôi loa này nhập theo lô rất là nhiều mà về chỉ có một hai đôi và thậm chí không có một cái đôi nào luôn. Bởi vì biết là nhu cầu của anh là diện tích nhà mình thì nhỏ, các anh thì rất thích là chơi nhạc, nghe nhạc. Mà lại những cái loa 3 đường tiếng nó để nó hay nó chi tiết ấy. Đấy. Mà trong khi đấy thì để đặt mua rất là khó luôn. Đây nhá, đây 3 đường tiếng này, đường tép, đường trung, đường bát này. Đấy. Đấy, nhìn rất là bắt mắt luôn, nghe tiếng thì thôi rồi luôn đấy ạ. Đây nhá, hình thức của loa đây. Đấy, thành vách phía sau này. Đấy, được cái lô loa này về thành vách rất là ưng luôn, có những lô về thì chán không muốn bóc tiếp luôn ạ. Ở đây thì chỗ này nó hơi bị bong một xíu thôi, về các anh có thể lấy keo mình dính lại một chút nhá để nó không bị bong nữa. Nói chung là bị xíu 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 thôi, không quá ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ. Đây phía sau nhá, đây là loa Victor có mã là QD7B, khóa khá là dài, em sẽ đọc tắt là QD7 nhá, với công suất là 20W, trở kháng là 4 ohm. Loa này thì được sản xuất tại nước thứ ba nhá. Đấy, rất là chi tiết này. Đó. Đấy, sau đây thì em sẽ đo qua một chút về kích thước để các anh có thể thấy rõ hơn về đôi loa nhé. Loa đây thì với chiều ngang là 14 này. Độ sâu của loa ở đây là 19 nhá. Đây 19 này. Chiều cao của loa là 23. Bát của loa đây, bát tiêu chuẩn bát 12 rồi. Đấy, bát 12 luôn. Đó. Cái đôi loa những đôi loa 3 đường tiếng này thì cho mình cái chất âm cực kỳ hay và chi tiết rồi. Những anh nào mà chơi loa nhiều chắc em không cần giới thiệu. Và hơn nữa thì những cái đôi loa như thế này giá thành cực kỳ rẻ nhá. Mà nó cho mình tiếng rất là hay luôn, hay hơn rất nhiều so với loa vi tính mà giá chỉ bằng một nửa. Em nói thật mọi người, chỉ bằng một nửa thôi nhá. Với những cái đôi loa 3 đường tiếng như thế này thì đúng là chỉ bằng một nửa, mà chất âm của nó hay hơn rất là nhiều. Mọi người có thể ra điện máy xanh hay ra các cửa hàng mọi người hỏi xem những cái loa Bluetooth hay những bộ dàn mà kiểu tương đương với những cái loa 3 đường tiếng, mọi người hỏi xem giá của nó chắc chắn là không dưới 2 triệu cho mọi người nhá. Em cam đoan với mọi người là như thế. Đấy, thì em xin báo giá luôn cho cái đôi loa Victor QD7 này nhá. Đôi này 3 đường tiếng về cũng khá là ok, thì thôi em sẽ để cho, nếu những cái loa này như thế này em phải bán từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 cho một đôi cơ. Như thôi em sẽ để cho mọi người với cái giá là 920.000 nhá. Đấy, 920.000 cho đôi loa 3 đường tiếng như thế này. Những ai mua hàng bên em rồi thì biết loa chất như thế nào và hơn nữa thì giá ra sao. Mà những cái hàng này thì nó cực kỳ hiếm, cực kỳ ít nhá. Đấy, em không có nói quá, về được một đôi em bảo một đôi, hai đôi em bảo hai đôi, chứ không có nói nhiều. Tức là không bao giờ kiểu giấu hàng đi để ý là bán được nhiều ấy, vì không có luôn. Em nói thật với mọi người, ai nhanh tay gọi điện thì được chứ nếu mà để chậm thì không có. Đây nhá, tiếp đến là một đôi loa phải nói là nhìn bên ngoài này nhìn rất là hùng hổ đấy, rất là khỏe khoắn của đôi Sony nhá. Này Sony thì thôi khỏi phải bàn đúng không ạ, loa này thì em mở ra thì nó chỉ có một chiếc căng thôi đấy, nên đấy một căng thôi nhá, còn cái nữa thì trong cái kiện đấy tìm đi tìm lại rồi mà không thấy cái nào nữa. Đấy.
Những cái loa này thì rất là hầm hố rồi. Em trước đây bán cũng trước đây thì về được hình như là đấy về được một đôi, sau 1 tháng sau lại về tiếp một đôi nữa. Đấy có anh khách anh bảo chứ anh hỏi vui là lúc nào có phần anh nhớ. Thế xong đến khi có hàng thì anh lại bảo ôi anh đợi lâu quá, thì anh lại mua mất loa khác mất rồi. Đấy thì em quay lên đi. Đấy, khi quay lên rồi thì lại cũng có rất nhiều anh khách hỏi. Đây, đây là đôi Sony có mã là MD11 với trở kháng là 6 ohm, công suất là 50W nhá. Đấy, loa này thì được sản xuất tại Nhật luôn này. Đấy. Hầu như Sony em thấy rất là ưng luôn vì cái chất lượng của nó. Cái gì cũng Sony. Thật sự thì đồ nhà em cũng dùng kha khá hơn Sony rồi. Đấy, mà đây thì đa phần thì đều được sản xuất tại trong nước cả. Ít khi được sản xuất tại nước thứ ba lắm. Đấy, em không biết là Sony như kiểu nó là một hãng được coi trọng hay như nào ấy. Đấy, hình thức loa này đấy, rất là chắc chắn luôn. Rồi, loa này cũng thuộc dạng size đại luôn nhá, siêu to này. Đều loa mini mọi người thấy nó khác nhau không? Đấy, cao hơn một xíu rồi còn to hơn rất là nhiều luôn nhá. Nhưng đôi này mua về á, phải đảm bảo là cực lời. Lời đây thứ nhất là lời về độ to, lời thứ hai là lời về âm thanh nhá. Đấy, lời về giá đấy chứ. Đây, loa thì với chiều ngang là 17 này. Độ sâu của loa đây là 23 nhá. Đấy, và chiều cao của loa đây là 28. Đấy, 28. Bát đây cũng to rồi. Mua được đôi này thật sự rất là thích luôn. Bát đây cỡ bát 14, 15 luôn nhá mọi người nhá. Đấy, bát cực khủng cho. Đây là thuộc dạng là size. Bát này thuộc bát là to nhất của những cái đôi loa mini rồi. Mọi người biết là thông thường size của loa mini là size là bát ấy, size bát là 12, 13. Nhỏ hơn thì là size bát 8 và 10. Còn lớn nhất thì là 14, 15. Đây đặt ngưỡng luôn rồi. Đấy thì cái đôi Sony này thì bình thường nhá. Ở đây thì em thấy nó mất một bên này, một bên này có này. Đấy. Bình thường đôi này mà đẹp mà đủ căng nhá, không bán cho mọi người giá dưới 1,3 triệu, em đảm bảo mọi người thế, bởi vì những đôi này nó rất ít, tiếng của nó cực kỳ hay nhá. Nó không khác gì những cái loa chung đâu, mọi người biết đây là size mini nhá, nhưng mà nó đánh không thua gì những loa chung cho mọi người, về tiếng của nó cực kỳ khỏe. Đấy, thì hôm nay mất căng thì thôi em để cho mọi người cái giá khuyến mãi sốc luôn nhá, 890.000 nhá. Đấy. Đây, đôi bên này thì là 920.000, đôi bên này là 890.000. Đấy. Đấy. Ai mà đang có nhu cầu mua loa thì gọi ngay cho em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em thật mọi người, những đôi này em chỉ có một thôi. Nó không giống những cái đôi kia để ghép giản, bởi vì những đôi này cực kỳ độc. Không có giản luôn để mà bạn đấy. Thế nên là bỏ ra bán lẻ cho mọi người, giá cực kỳ mềm. Đấy, các anh không tin, các anh có thể thử hỏi đâu đấy xem giá của nó như thế nào. Đấy. Chỉ có một đôi thôi, bác nào nhanh thì bác đấy được. Mà hơn nữa những cái đôi này ăn đứt loa thị trường, vi tính các bác mua đôi này về nhá, phê luôn, thật sự khéo lúc nào cũng ngồi máy tính nghe nhạc xem phim. Em thật mọi người thế. Đấy, dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và em sẽ tiếp tục trở lại ạ.